Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngày ban cho chúng ta. Trước khi chúng ta đi vào trong thời giờ cầu nguyện thì tôi có một cái nhắc nhở, thông báo với các anh chị em là những người đã có quyền công dân ở Mỹ này và đã chính thức thì ghi danh để chúng ta có thể đi bầu cử. Thì chúng ta có một cái cuộc bầu cử rất là quan trọng ở trong tuần này, early vote, đi bầu cử sớm, và thứ ba tuần tới ngày 24 tháng 5. Đó là cuộc bầu cử run off giữa những người ở trong, nếu chúng ta bỏ phiếu cho Republican thì chúng ta cũng có những cái vị trí mà chúng ta thấy rằng lá phiếu ngang ngửa, cho nên cần phải đi đến cái gọi là bầu cử chung kết cho primary, tức là bầu cử sớm, chọn lựa sớm cho midterm. Thì tôi khuyến khích anh chị em chúng ta dễ dàng để chúng ta có thể đi bỏ phiếu, chúng ta lợi dụng cái cơ hội gọi là early vote. Thì chúng ta có thể tìm thấy cái nơi để bỏ phiếu ở gần cái vùng chúng ta sinh sống đó, thì chúng ta có thể đi và bỏ phiếu sớm. Thì đã bắt đầu ngày hôm qua và sẽ kéo dài cho đến ngày 20 tây này, rồi cái early vote sẽ chấm dứt. Sau đó thì đúng ngày runoff election thì ngày 24 tháng 5, anh chị em phải đi đến đúng cái chỗ mà người ta đã định. Thì xin nhắc nhở và khuyến khích anh chị em. Tại sao? Bởi vì chúng ta biết ơn Chúa vì những người lãnh đạo, nhất là ba người mà tôi tin rằng đang có một cái chức vụ cao nhất của tiểu bang của chúng ta, là những người kính sợ Chúa. Họ biết lời của Chúa, và khi chia sẻ lời Chúa thì không thua vì một mục sư rao giảng lời của Chúa tại mục giảng. Những quyết định của họ, đối với cá nhân của tôi thì nó ảnh hưởng rất là lớn, chẳng những cho tiểu bang của chúng ta, nhưng mà vì tiểu bang Texas được Chúa đặt để trong vị trí rất quan trọng, nó có ảnh hưởng đến cả nước Mỹ này. Cho nên vai trò của những người này tôi tin rằng rất là quan trọng. Chúng ta cầu nguyện để Chúa ban phước, và nếu họ được tái đắc cử thì chúng ta thấy rằng Texas sẽ tiếp tục được Chúa ngài sử dụng để làm kể như là cái đồn lũy, căn cứ mạnh mẽ cuối cùng của nước Mỹ này, để giữ những cái nền tảng niềm tin kinh thánh trong đời sống của tiểu bang, của dân chúng, và nhiều giá trị thuộc linh. Và chúng ta thấy rằng vì những người kính sợ Chúa hướng dẫn phố cũng như là tiểu bang của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng có thể được phước của Chúa. Bởi vì nếu mà cái nền tảng lời của Chúa trong ngôn nói rằng khi mà nền tảng mà nó bị hư hoại thì con người, người dân sống ở trong đó phải làm gì đây? Rất là khó. Khi một nền tảng mà chúng ta thấy rằng nó tan nát, nó gãy đổ thì rất là khó. Nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài ban phước. Và đây là một trong những cái cuộc bỏ phiếu rất là then chốt. Cho nên khuyến khích quý anh chị em là chúng ta sử dụng cái đặc quyền mà Chúa ngài cho chúng ta, là những người công dân nước Mỹ, chúng ta được cái quyền bỏ phiếu đó. Khi chúng ta tuyên thệ thì chúng ta nhớ là chúng ta đã bày tỏ cái đặc ân mà mình có được khi mình trở nên công dân của nước Mỹ, đó là quyền tự do để bỏ phiếu. Đây là một cái phước hạnh mà Chúa ban cho. Đối với tôi thì đây không phải là làm chính trị, nhưng mà đây là một mục vụ. Chúng ta được Chúa ngài ban thẩm quyền tối cao của ngài, và ngài sai phái chúng ta, hậu thánh của Chúa, đi ra trong thẩm quyền đó. Như Chúa Giêsu nói, tất cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi, Chúa ngài sai phái chúng ta đi trong thẩm quyền tối cao đó. Và khi chúng ta bỏ phiếu là chúng ta sử dụng cái đặc quyền mà Chúa cho chúng ta có được, cũng như thẩm quyền mà Chúa ngài ban cho, để chúng ta bỏ phiếu, chúng ta tuyển chọn và chúng ta trao quyền cho những người mà chúng ta bỏ phiếu cho họ, để họ có thể nhận lấy thẩm quyền từ nơi Chúa, cũng như là sự tin cậy của người dân mà họ có thể làm công việc mà Chúa ngài sai phái. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta giữ phần vào trong công việc này. Xin Chúa ban phước ở trên chúng ta. Cảm ơn Chúa vì những phước hạnh mà Chúa ngài ban cho đời sống của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa đáp lời. Khi chúng ta trình dâng lên cho Chúa những cái nhu cầu, thì Chúa hứa rằng ngài đáp ứng những nhu cầu đó của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện. Nên buổi tối hôm nay thì tôi mời anh chị em chúng ta cầu nguyện ở trong buổi tối hôm nay. Sau chúng ta đã cầu nguyện ở trong thứ ba tuần trước, chúng ta học theo gương và lời cầu nguyện của Gia-bê. Một lời cầu nguyện mà chúng ta thấy rằng Chúa rất là đẹp lòng.
Chúa Ngài lập tức đáp lời cầu nguyện của ông y như những gì ông đã cầu xin. Ít có khi nào chúng ta thấy một cái sự xác nhận như về từ lời của Chúa. Nhưng mà lời cầu nguyện của Giabê đã được Chúa Ngài nhậm lời. Chúa Ngài ban cho ông đúng chính xác như điều ông cầu xin. Có nghĩa là những điều ông cầu xin đẹp lòng Chúa. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta tin rằng khi Chúa Ngài ban phước cho chúng ta trong mức độ đó, đời sống của chúng ta sẽ được nới rộng. Và lãnh thổ, ranh giới cũng như tầm ảnh hưởng của chúng ta sẽ tiếp tục nới rộng như Giabê đã được Chúa Ngài ban phước. Buổi tối hôm nay thì tôi mời anh chị em chúng ta sẽ cầu xin Chúa Ngài mở cổng thiên đàng ở trên cuộc đời của chúng ta. Ngài mở cửa của thiên đàng trên cuộc đời của chúng ta. Phục truyền luật lệ ký chương 28 từ câu 12 cho đến câu số 14 cho chúng ta thấy một trong những cái phần kinh thánh bày tỏ ra khi Chúa Ngài mở cửa thiên đàng, khi Chúa Ngài mở kho báo từ trời thì chắc chắn đời sống của chúng ta được phước của Chúa. Đức Giê-hô-va sẽ mở kho báo từ trời của Ngài cho anh em, ban mưa đúng mùa trên đất đai của anh em và ban phước cho mọi việc của tay anh em. Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay, nhưng anh em không vay mượn ai cả. Đức Giê-hô-va sẽ đặt anh em đứng đầu chứ chẳng phải đứng chót. Anh em sẽ luôn ở trên chóp chứ không ở dưới đáy. Nếu anh em vâng theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà hôm nay tôi truyền cho anh em tuân giữ và thực hành. Và nếu anh em không lìa bỏ một lời nào tôi truyền cho anh em hôm nay, không quay sang bên phải hoặc bên trái, không chạy theo và phụng thờ các thần khác. Đây là một sự mô tả mà chúng ta thấy rằng trong bài giảng của Môi-se trước khi Chúa Ngài cho dân sự của Chúa vào để chiếm đất hứa sau 40 năm lưu lạc ở trong đồng vắng, ở trong sa mạc. Thì Chúa nói rằng đến lúc họ vào để chiếm lấy xứ. Nhưng mà Môi-se có những cái sự mặc khải từ nơi Chúa và có một cái lời cầu nguyện mà chúng ta thấy ở tại đây xác nhận khi dân sự của Chúa và chúng ta vâng giữ theo điều răn của Chúa, tuân giữ và thực hành lời của Chúa, các điều răn của Ngài, thì Chúa Ngài sẽ ban phước. Ban phước mà chúng ta thấy tại đây là Đức Giê-hô-va sẽ mở kho báu từ trời của Ngài cho anh em. Chúa Ngài mở cửa thiên đàng, mở kho báu của Ngài để đổ phước của Ngài xuống. Những gì Chúa Ngài đổ ra không phải là những thứ bình thường, tầm thường. Nhưng mà Chúa Ngài mở kho báu của Ngài để đổ xuống. Đây là một cái lời hứa hết sức là tuyệt vời. Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay, nhưng anh em không vay mượn ai cả. Nói đến công sự trỗi cao, công sự ban phước của Chúa ở trong cái mức độ đó là Chúa đặt chúng ta vào trong cái vị trí là Chúa ban phước ở trên chúng ta. Ban phước trên con dân của Chúa, những người làm theo lời của Ngài. Đây là một lời hứa mà chúng ta thấy thật là tuyệt vời. Nó không phải chỉ cho người Israel ngày xưa mà thôi, nhưng mà cũng cho chúng ta nữa. Ngày hôm nay chúng ta là những người Israel thuộc linh. Cảm ơn Chúa. Anh chị em cũng muốn thấy đời sống của chúng ta không bao giờ chúng ta vay mượn của ai, mà chúng ta đứng ở trong vị trí cho mượn không? Đó là điều mà Chúa Ngài hứa với chúng ta tại đây. Đức Giê-hô-va sẽ đặt anh em đứng đằng đầu chứ không phải đứng đằng chót. Đây cũng là một cái phước hạnh khác mà chúng ta thấy ở tại đây. Khi được ơn trước mặt Chúa và khi Chúa Ngài mở cửa cổng, mở cổng thiên đàng ở trên cuộc đời của chúng ta, bầu trời mở ra trên cuộc đời của chúng ta, thì một trong những lời hứa của Chúa là Chúa Ngài sẽ cho chúng ta đứng đằng đầu chứ không phải đứng đằng đuôi. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cho để chúng ta cũng sẽ trải nghiệm được mức độ của ơn của Chúa trong việc truyền giảng, truyền giáo tin lành của Chúa. Chúng ta cần được ơn trước mặt Chúa. Nếu có một đống hồ sơ cần phải cứu xét thì hồ sơ của chúng ta Chúa cho ứng trước. Nếu phải có cái việc gọi là xếp hàng chờ đến phiên thì Chúa Ngài hứa ở đây là Ngài sẽ cho chúng ta đứng đằng đầu chứ không đứng đằng chót. Nếu có một cái tiêu chuẩn lựa chọn, những cái tiêu chuẩn nào đó mà một cái tổ chức nào đó họ định, thì Chúa Ngài sẽ làm cho chúng ta đứng vào trong tiêu chuẩn hàng đầu. Đó là lời hứa của Chúa tại đây và chúng ta thấy được. Cảm ơn Chúa. Với điều kiện là chúng ta vâng theo các điều răn của Chúa, rồi chúng ta tuân giữ, chúng ta thực hành và đừng bao giờ lìa bỏ lời đã truyền từ miệng của Môi-se, bởi vì ông đang rao truyền và chia sẻ luật pháp của Chúa cho dân sự của Chúa. Một điều khác nữa là đừng bị lôi cuốn quay qua bên phải hoặc bên trái, không chạy theo phụng thờ các thần khác. Chúa là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng, tập trung vào chính mình Ngài. Chúa hứa Ngài sẽ ban phước. Chúa Ngài đã định cho như vậy. Ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có thể vâng giữ điều răn của Chúa, lời dạy của Ngài bởi sự giúp đỡ của Thánh Linh của Chúa nữa.
Ngài là đấng làm chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự giúp sức của Chúa Thánh Linh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta được Chúa ngài ban phước để chúng ta có thể sinh hoạt ở trong một hội thánh mà việc của Chúa cũng như sự bày tỏ của chính mình ngài rất thật, rất rõ trong đời sống của chúng ta. Và tôi tin rằng điều đó sẽ giúp cho chúng ta không bị lôi cuốn để chúng ta chạy theo và phụng thờ các thần khác. Tôi từng chia sẻ với anh chị em khi tôi và một sư William Lau đi đến và cầu nguyện chiến tranh thuộc linh ở tại văn phòng của cậu chính. Đây là cái nơi mà người Mỹ cũng như người Việt Nam của chúng ta lúc bây giờ họ xếp hàng từ 3 giờ sáng chờ đến phiên của họ vô để gặp cậu chính. Ông này không phải tên cậu chính nhưng mà đó là một cái linh mà người này đã giao cái xác của mình để cái linh đó hoạt động. Và cái linh đó nó xưng nó là cậu chính. Khi thấy có những người da trắng đi đến thì chúng tôi phỏng vấn họ đó là tại sao quý vị là người da trắng mà biết cái chỗ này và đến đây? Sẽ không đến với Chúa. Tại Đức Chúa Trời đấng mà đất nước này đã tuyên bố In God we trust. Thì những người này họ trả lời một câu mà nó họ rất là thành thật mà nó cũng có thể là thực tại của nhiều hội thánh. Họ rằng chúng tôi đã cầu nguyện và hội thánh nói rất nhiều về Đức Chúa Trời quyền năng nhưng mà chúng tôi không thấy gì hết. Nhưng mà cái ông này nè, chúng tôi vô là ông có thể nói được những điều mà trên đường đến đây chúng tôi nói chuyện ở trên xe, ông có thể nói cái câu chuyện mà chúng tôi đã từng nói ở trên xe, nói chính xác. Và ông này ông cũng nhắc nhở, nếu là người tin lành cứ tiếp tục đi nhà thờ, cứ đọc kinh thánh. Ông nói rằng trên cái kệ sách của ông này, ông cũng có để mấy cuốn kinh thánh trên đó nữa. Anh chị em thấy cái sự phỉnh dối mà làm cho lòng của chúng tôi lúc bây giờ rõ ràng rất là đau đớn, đó là người con gái của Chúa vì không thấy quyền năng của Chúa trong hội thánh của mình, cầu nguyện mà không thấy kết quả, đã chạy đến để cầu vấn với cậu chính. Với một cái linh, nó xưng nó là cậu chính. Tôi với một sư em Lao nhìn nhau và nói rằng chuyện này không thể chấp nhận được. Chúng tôi giúp đỡ cho họ và nói cho họ biết Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng rất là quyền năng. Ngài có thể đáp ứng tất cả những nhu cầu của chúng ta và quyền năng của Ngài có thể chữa lành, có thể ban phước. Chúng nói một cách xác quyết như vậy bởi vì Chúa của chúng ta là Chúa toàn năng. Chúng ta thấy cái đau khổ là nhiều hội thánh đã phủ nhận hay là tin rằng Chúa không còn làm phép lạ, không bày tỏ quyền năng của Chúa nữa. Thì những cái hội thánh như vậy thì tín đồ trong hội thánh đó họ nhìn qua trái qua phải chạy theo phụng thờ các thần khác là chuyện chúng ta biết rằng có thể xảy ra. Bởi vì trong nhà thờ mục sư của mình giảng là Chúa có quyền năng nhưng mà chưa bao giờ thấy quyền năng của Chúa thể hiện. Trong khi đó thì một cái tên lên đồng nó nhìn mặt nó nói hồi nãy ở trên xe đã thắc mắc, đã nói với nhau những câu này, nói chính xác lên như vậy. Thì chúng ta thấy lôi cuốn cái lòng tin của họ đến với những cái linh này. Trong khi nó là tà linh. Đó là một cái thực tại mà xin Chúa ngài cho chúng ta để chúng ta vì đạo của Chúa mà chúng ta chiến đấu để xin dấu kỳ phép lạ của Chúa tiếp tục xảy ra. Xin Chúa cho để gia đình của chúng ta, con cái hậu tự của chúng ta, con cái của Chúa trong VBC Houston tại đây sẽ không có một người nào đã gặp Chúa, đã kinh nghiệm Chúa mà chạy đi nhìn qua bên phải, bên trái và chạy theo phụng thờ các thần khác. Bởi vì Chúa là đủ cho tất cả những nhu cần trong đời sống của gia đình của chúng ta, của con cái của Chúa. Xin Chúa ban phước. Và chúng ta cũng thấy lời của Chúa hứa tại đây về việc Chúa sẽ ban cho chúng ta có khả năng để chúng ta sẽ cho nhiều quốc gia vay mượn. Mà chúng ta thì không vay của ai. Nói đến mức độ của sự ban phước của Chúa. Đây cũng là chỗ mà chúng ta thấy nhiều hội thánh họ giảng dạy là đi theo Chúa phải nghèo mới có thể theo Chúa một cách tốt được. Tín đồ mà đi theo Chúa mà giàu có thì là không đúng theo Kinh Thánh. Nhưng mà lời của Chúa tại đây rõ ràng cho chúng ta thấy một trong những dấu hiệu của sự ban phước của Chúa là giàu có thịnh vượng ở trong cái mức độ là cho ra, cho vay chứ không có đi thiếu thốn trong vấn đề đi vay mượn của ai hết. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Anh chị em, nếu chúng ta thử hình dung Đức Chúa Trời cho chúng ta được mang danh của Ngài gọi là tuyển dân của Chúa hay là chúng ta là con gái của Chúa.
mà chúng ta, đời sống của chúng ta thua kém hơn những người thờ lại những cục đất sét, những tà thần. Thì chúng ta nghĩ lòng của Chúa như thế nào? Cho nên lời của Chúa cho chúng ta thấy là tới đây, khi chúng ta vâng giữ theo lời của Chúa thực hành, Chúa nghe hứa Ngài sẽ ban phước trên chúng ta, ban phước trên gia đình của chúng ta, ban phước trên dân tộc của chúng ta. Phước lành được nêu trong đoạn Kinh Thánh hôm nay cũng dành cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi tin chắc điều đó, cho nên mời anh chị em chúng ta cầu nguyện trong buổi tối hôm nay là như vậy. Đức Chúa Trời vẫn đang ban phước cho con gái của Ngài. Và điều này đã bày tỏ ra, như tôi thường chứng minh trong những buổi truyền giảng cho những người chưa biết Chúa. Lại phóng tầm nhìn, quốc gia nào, đất nước nào kính sợ Chúa, thờ phượng Ngài, Chúa ban phước trên đất nước đó. Có lần tôi nhớ tôi thách thức, có một người nói, một sư nói vậy thấy cũng khó hiểu. Tôi nói dễ hiểu lắm. Chúng ta đa số là thuyền nhân phải không? Yeah. Nếu chúng ta nghĩ rằng Phật giáo, cái nôi của Phật giáo là tại Ấn Độ đó, tại sao không xin tị nạn ở tại Ấn Độ? Họ nói qua bên đó chết sao một sư? Đó. Chúng ta chạy đến với một đất nước thờ phượng Đức Chúa Trời, xin tị nạn, mà tranh với nhau để xin đến đất nước này. Ở đất nước mà những người, người cha thành lập đất nước này đã có một cái đường lối và có một cái quyết tâm In God we trust, chúng tôi tin cậy Đức Chúa Trời. Thì chúng ta chọn đất nước này vì được ban phước, vì sự sống mà chúng ta mơ ước. Thì cũng hãy nhớ rằng lý do nó có được ngày hôm nay là bởi vì đất nước này được xây dựng trên nền tảng của Kinh Thánh, bởi những người kính sợ Chúa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta xem một số những phần Kinh Thánh khác để chúng ta có thể thấy được cổng thiên đàng mở được mô tả cho chúng ta trong những mức độ khác nhau. Cổng thiên đàng mở có thể được mô tả là sự mở ra trên đất tất cả những gì gọi là thiên đàng trên đất. Đó là sự biểu lộ hoặc một sự mặc khải về sự hiện diện và vinh quang của chính Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy công việc, những việc mà mắt thường của chúng ta cũng có thể không thấy, nhưng mà khi Chúa Ngài bày tỏ ra, mở ơn của Ngài ra trên một cuộc đời, trên một gia đình, trên một dân tộc, thì chúng ta thấy dường như là tất cả những sinh hoạt của thiên đàng đó được mở ra trên đất này. Cảm ơn Chúa. Và xin điều đó cũng xảy ra trên đời sống của chúng ta. Chúng ta trở lại với Sáng Thế Ký chương 28 từ câu 10 cho đến câu số 22. Gia-cốp chạy, bỏ chạy bởi vì anh của mình Y-sao tức giận. Ông qua sự giúp đỡ của mẹ đã gạt cha để cướp cái sự ban phước của cha của mình là Y-sác ở trên cuộc đời của Gia-cốp ở đây. Và khi ông biết Y-sao rượt đuổi, ông đã bỏ chạy. Khi ông đến một cái nơi mà Sáng Thế Ký chương 28 ghi lại cho chúng ta, trời đã tối, ông tìm một chỗ để gối đầu. Ông thấy một hòn đá, ông lật nó xuống và ông kê làm chỗ để ông gối đầu. Tối đêm đó ông cầu nguyện, nhìn lên Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng cái bầu trời đó rất là dễ để đem con người vào ở trong cái chỗ của sống ở ngoài thiên nhiên, nó dễ để chúng ta có thể tập trung tương giao với Chúa. Và rồi trong giấc chiêm bao, ông thấy có một cái sự, một cái khải tượng xảy ra. Đó là có một cái chiếc thang bắt từ đất này đến tận trời. Rồi ông thấy thiên sứ đi lên đi xuống trên chiếc thang này. Tôi tin rằng là đây là một cái cầu nối của việc Đức Chúa Trời Ngài đáp lời cầu nguyện. Thiên sứ từ trên đi xuống nhận những cái nhu cầu, những cái lời cầu xin của Gia-cốp, đem lên trình diện trước mặt Đức Chúa Trời, nhận sự đáp lời của Chúa đem xuống và giao cho Gia-cốp. Thiên sứ đi lên đi xuống, mở cửa thiên đàng ở tại cái chỗ đó. Khi Gia-cốp thức dậy, ông ngạc nhiên về điều đó. Trạng dạng của tối hôm qua, ông dừng lại chỗ đó, nhưng mà ông không biết rằng đó là nhà của Đức Chúa Trời. Ông thấy cổng của thiên đàng được mở ra tại nơi chốn đó.
Đó là phước hạnh để chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh này khi chúng ta có một đường dây nóng với thiên đàng. Chúng ta cầu nguyện. Và cầu nguyện đẹp lòng Chúa và Chúa ngài sai thiên sứ của ngài đến nhận lời cầu nguyện đó, đem lên trình dân ở trước mặt Đức Chúa Trời, nhận sự đáp lời của ngài đem xuống cho chúng ta. Và tất cả những cái activity, những cái sinh hoạt của thiên đàng được thể hiện ở trên đất này trong mức độ mà chúng ta thấy rằng có những điều siêu nhiên xảy ra. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm sau thứ kệ ông lật đật, đặt cái chỗ đó làm một cái nơi ông sức dầu trên hòn đá để dựng nó lên, làm như là một cái cột trụ để đánh dấu chỗ đó, là nơi mà ông gọi là Bê-tên, có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Vì ông thấy cổng trời mở ra tại nơi trống đó. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ kinh nghiệm ở trên cuộc đời của chúng ta, trên gia đình của chúng ta, trên VBC yêu dấu của chúng ta. Thì Chúa ngài luôn mở cổng của thiên đàng để chúng ta thấy những gì ở thiên đàng Chúa có thể cho chúng ta trải nghiệm được ở trên đất này. Để chúng ta có thể nói rằng chúng ta thật sự kinh nghiệm thiên đàng trên đất. Và chúng ta có thể thấy điều đó. Ê-sai 64 câu 1 cũng nhắc nhở cho chúng ta: ôi ước gì ngài xé rách các tầng trời, ngài ngự xuống và làm rúng động các núi ở trước mặt ngài. Hình ảnh khác thì chúng ta thấy rằng tác giả dùng hình ảnh là Chúa xé rách các tầng trời, ngài ngự xuống và làm rúng động núi ở trước mặt ngài. Khi sự hiện diện của Chúa bày tỏ, chúng ta thấy đất có thể rúng động, núi có thể rúng động ở trước sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Chúa. Ma-thi-ơ chương 3 câu 16 đến 17 và chúng ta cũng có thể thấy ở trong mức độ khi Đức Giê-xu chịu dân Baptist làm bắp tem cho ngài, ngài từ dưới nước lên thì bầu trời mở ra và tiếng phán từ trời của Chúa Cha đến: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đàng. Khi trời mở ra, khi cổng của thiên đàng mở trên cuộc đời của chúng ta, Đức Chúa Trời ngài nói xác nhận việc chúng ta đụng đến lời cầu nguyện chúng ta xin, sự phục vụ của chúng ta, đời sống của chúng ta sống, Chúa ngài nói rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta. Và Chúa ngài ban phước trên đời sống của chúng ta. Một lần khác chúng ta thấy ở trong Giăng chương 1 câu 51, Chúa ngài báo cho Nathanael rằng: rồi các ngươi sẽ thấy sẽ có thang từ đất lên trời và sẽ thấy thiên sứ đi lên đi xuống trên con người, trên ngài. Một hình ảnh nữa chúng ta thấy hé mở ra cổng của thiên đàng ở trên cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Giê-xu. Công vụ chương 7 từ câu 54 đến 55, chúng ta thấy cái Ê-tiên lúc ông bị ném đá, ông nhìn lên và thấy Đức Giê-xu đứng lên, trời mở ra và ông nhìn thấu lên đến thiên đàng. Thấy trời mở ra và Đức Giê-xu đứng lên. Có một môn học nghiên cứu về việc Đức Giê-xu ngồi và đứng. Chúa ngồi ở trong cái vị trí là bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thai cho chúng ta. Nhưng khi ngài đứng lên ở trong công việc của một trạng sư, của một luật sư để binh vực. Cảm ơn Chúa, tại đây Ê-tiên thấy Đức Giê-xu đứng lên. Ngài binh vực ông và như là chào đón một người môn đồ đã sống và thực hành đúng như điều mà Chúa Giê-xu đã làm gương. Trong lời cầu nguyện của Đức Giê-xu khi ngài chịu treo ở trên thập tự giá, lại Cha xin tha cho họ vì họ không biết điều mình làm. Ê-tiên là người duy nhất Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, với Chúa Cha lời cầu nguyện tương tự như Chúa Giê-xu đã cầu nguyện. Lại Cha xin tha cho họ vì họ không biết điều mình làm. Rồi công vụ Ký Sứ Đồ chương 9 câu 5 đến câu 6. Hai câu Kinh Thánh này ghi lại chúng ta kinh nghiệm Chúa phục sinh đã hiện ra với Saul. Thay đổi một con người đang đi cái hướng bắt bớ đạo của Chúa đã trở nên một người rao giảng với Đấng Christ chỉ trong một vài ngày sau đó. Vì trời mở ra cho ông. Đức Chúa Giê-xu đến phán và hỏi ông: Saul, Saul, sao người bắt bớ ta? Ông kinh nghiệm được trời mở ra trên cuộc đời của ông và cuộc đời của ông thay đổi. Công vụ chương 10 từ câu 1 đến câu số 48. Đây là phần Kinh Thánh mà chúng ta có thời giờ chúng ta đọc để sẽ giúp đỡ cho chúng ta thấy rằng việc như vậy cũng có thể xảy ra trong ngày hôm nay. Tức là con này là một cái người ông bố thí cho người nghèo, ông là người kính sợ Đức Chúa Trời, được God fear. Ông chưa phải là người theo Chúa, thờ phượng Chúa, nhưng ông kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa ngài sai thiên sứ của ngài đến và nói: con này, sự bố thí của ngươi cho người nghèo và lời cầu nguyện của ngươi đã được Đức Chúa Trời
Ngài nghe và ghi nhận. Chúng ta thấy thiên sứ của Chúa chỉ dẫn cho ông phải đi và tìm gặp một nhân chứng. Nhân chứng đã được Chúa Ngài, Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép gọi là nhân chứng cho ta. Nhân chứng đó là Simon Phi-e-rơ. Rồi chúng ta thấy trời cũng mở ra cho Simon Phi-e-rơ trong việc Chúa cho ông có những sự hiện thấy để giúp đỡ cho ông gột bỏ những cái định kiến của ông về những người không phải Do Thái. Có những cái khăn bún cháu nắm giữ và thòng xuống thì ông nhìn thấy nhiều loại thú trong đó và nghe tiếng phán từ trời đó là hãy giết và làm thịt ăn. Ông chịu, ông nói rằng ông không ăn những cái vật ô uế bao giờ. Thì chúng ta thấy công sự tương giao truyền thông giữa thiên đàng và Phi-e-rơ, trời mở ra ở trong sự hiện thấy đó. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ đã vâng theo sự mặc khải của Chúa. Ông đi đến gia đình của Cornê-lê, trong lúc ông đang giảng về lời của Chúa, trong lúc ông đang nói thì Thánh Linh của Chúa đã giáng xuống ở trên gia đình của Cornê-lê. Cả gia đình tin Chúa, cả gia đình kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa, cả gia đình đã đầu phục và quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Anh chị em, tôi mô tả những điều đó với anh chị em có thể về và đọc phần Kinh Thánh này kỹ hơn để chúng ta thấy sống động phước hạnh. Điều đó vẫn còn xảy ra trong ngày hôm nay, trong những mức độ khác nhau, trong những thời điểm khác nhau. Chúa cho tôi, cá nhân tôi kinh nghiệm được nhiều điều tương tự như chúng ta đã đọc được ở trong những phần Kinh Thánh này. Cảm ơn Chúa. Sự đáp lời của Chúa tức khắc, sự chữa lành của Ngài xảy ra trên những cuộc đời, trên những con người đau khổ. Chúa Ngài đáp lời một cách nhanh chóng. Như chúng ta thấy, như có thiên sứ của Chúa đi lên đi xuống. Như tôi thường chia sẻ với anh chị em, bên tay phải của tôi ở địa điểm phía trước ở đây là chỗ mà Chúa thường sai thiên sứ của Chúa. Như tại đây có một cái chiếc thang từ đất ở đây lên trời, Chúa sai thiên sứ của Chúa đem dầu của sự chữa lành đến và thể hiện sự chữa lành của Chúa ra trên những thân thể, trên cuộc đời một cách rất là nhanh chóng. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho, Chúa Ngài chọn để nơi chốn này nhiều lần, nhiều cách khác nhau Chúa đã bày tỏ ban phước của Ngài, sự hiện diện của Chúa Thánh Linh hành động vận hành ở tại nơi chốn này khi Chúa Ngài mở cửa thiên đàng trên nhà thờ, trên địa điểm này. Chúa Ngài ban phước trên chúng ta. Khi Chúa Ngài bày tỏ phước hạnh của Ngài một cách lớn lao, hàng trăm người về dự đại hội phục hưng, làm chứng với nhau rằng trong lúc thờ phượng Chúa như vậy thì thấy mặt đất, nền của nhà thờ gợn sóng. Và quyền năng của Chúa chảy như những dòng sông với một cái lưu lượng lại rất là mạnh. Và các anh em phụ giúp đỡ người chỉ mới bảo những người đứng gần quá ở trên các bậc cấp này lùi lại một chút, đưa tay ra thì là mấy chục người ngã cùng một lúc. Còn ngạc nhiên, nó nói rằng ông sư ơi, sao tôi đứng ở trên đó chỉ mới ra dấu biểu người ta lùi lại mà người ta cũng ngã. Sự hiện diện của Chúa bày tỏ một cách hết sức là mạnh mẽ ở trong ơn của Chúa. Quỷ có ở trong người, nó ám, nó kiểm soát cũng phải thét lên và người ta được giải cứu, người ta được giúp đỡ. Anh chị em, tôi chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em. Ông lời hứa của Chúa cho những người tìm kiếm Chúa trong những ngày qua đó là sau kỳ lễ phục sinh năm nay, Đức Chúa Trời khôi phục lại, Ngài làm mới lại, Ngài phục hồi lại những gì đã chậm bước hay là đã dừng lại trong 2 năm của dịch lễ. Đức Chúa Trời đang tìm những con người dám tin và xin Chúa cho cổng của thiên đàng sẽ mở ra trên cuộc đời của mình. Trong những mức độ khác nhau, quyền năng của Chúa, sự tiếp trợ của Ngài, sự hiện diện của Chúa, phước hạnh của Chúa. Vì chúng ta muốn thấy cả gia đình của chúng ta được cứu, chúng ta muốn thấy cuộc đời của những người mà chúng ta tiếp xúc, họ sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của chúng ta và xuyên qua đời sống của chúng ta. Có một số điều kiện mà chúng ta thấy lời của Chúa nói đến ở trong các phần Kinh Thánh này. Các trường hợp cầu xin ơn Chúa và sự ưu ái cũng như ơn của Ngài qua cổng thiên đàng mở rộng, chúng ta thấy phải làm một cái đời sống, sống một lối sống vâng lời. Chúng ta không thể nào cứng đầu với Chúa rồi xin Chúa ban phước đổ sự hiện diện của Ngài một cách mở rộng trên cuộc đời của chúng ta. Bởi vì Chúa thương chúng ta lắm. Chúng ta sẽ ngã chết nếu chúng ta ở trong cái thái độ đó. Chúa Ngài bày tỏ mức độ của sự hiện diện dày đặc của Ngài
khi Ngài tìm thấy được chúng ta đã giải quyết những cái mớ bồng bồng ở trong cuộc đời của chúng ta, những cái thứ lộn xộn trong đời sống của chúng ta. Vì Chúa rất là thương chúng ta. Một lần chúng ta đón tiếp một chương trình cầu nguyện của hội thánh của Chúa khắp thành phố này, ở tại địa điểm của chúng ta tại đây. Một người được Chúa Ngài ban phước để đi khắp nơi trên thế giới, quay phim, phỏng vấn những cái điểm nóng ở trên thế giới này mà Chúa đã ban phước và làm việc trên đời sống của họ, ông George Otis. Ông ngồi và nghe tôi chia sẻ cái kinh nghiệm mà tôi đã từng chia sẻ với hội thánh. Đó là một ngày kia nhà tôi về nhà sau ngày Chủ nhật và nói rằng: anh ơi, hôm nay trong lớp có một em thiếu nhi, nó hỏi câu hỏi rất là khó trả lời. Vì hôm đó nhà tôi đang hướng dẫn cho các em học sách công vụ chương 5. Thế nào Ananias và Sapphira nói dối Đức Thánh Linh, nói dối Đức Chúa Trời, họ đã ngã chết. Em bé này đặt cái câu hỏi đó là: sao hai ông bà này nói dối với Chúa, với Đức Thánh Linh, họ ngã chết, còn ba má của con nói dối mà không chết? Lúc đó tôi cũng không có câu trả lời. Tôi đến với Chúa và đặt câu hỏi với Chúa: tại sao họ sống như vậy mà không ngã chết ở trong ngày hôm nay, trong khi đó Ananias và Sapphira lại chết một cách nhanh như vậy? Khi Phêrô nói họ ngã chết tại chỗ, tôi nghe sự trả lời của Chúa đó là: bởi vì ta không thể bày tỏ sự hiện diện trong hội thánh ngày hôm nay. Chúa rất thương chúng ta và Ngài muốn bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài. Chúa biết Ngài bày tỏ ra nhiều người sẽ chết. Và nếu như thanh niên ở trong công vụ chương 5 thì thanh niên không kịp để khiêng chôn những người này. Vì tôi chia sẻ Chúa Ngài trả lời với tôi như vậy, thì ông George Otis, ông gặp tôi và ông nói rằng đó cũng là hình ảnh tương tự mà Chúa Ngài đã dạy ông. Bởi vì ông nói rằng ông đi rất là nhiều nơi ở trên nước Mỹ này. Câu hỏi đặt ra là tại sao mức độ của sự bày tỏ quyền năng và sự hiện diện của Chúa nó không bằng những điểm nóng ở trên thế giới. Anh chị em, người ta cầu nguyện, lửa đổ ra. Người ta cầu nguyện thì đất được chữa lành. Người ta cầu nguyện thì cả một cái nhóm tà đạo bắt gần 10.000 thiếu nữ để làm gái cho đội quân này. Chúa cho trở về. Chúa khiến cho những đền thờ của những tà thần này bị bại lộ, phá vỡ. Và sự hiện diện của Chúa bày tỏ một cách dày đặc, đến độ nguyên một thế đội cảnh sát của Brazil đã đầu phục và dâng cuộc đời của họ trong tay Chúa. Có những vị tướng hướng dẫn những buổi cầu nguyện mà các nhân viên cảnh sát hiệp lại với nhau để cầu nguyện. Có rằng Chúa Ngài cho ông biết đó là như là Chúa thương chúng ta, thì Chúa Ngài cho ông một cái hình ảnh, đó là như một người cha thương con của mình, biết rằng nó có thể tọc mạch, nó có thể xỏ những cái thỏi kim loại vào ở trong ổ cắm điện và nó bị điện giật chết. Cho nên người cha vì thương con của mình đi ra và cắt cầu dao điện để con được an toàn. Chúa Ngài trả lời với ông: nếu ở trong tình trạng hội thánh của Chúa không có sự thay đổi mà Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài như chúng ta đã thấy trong mức độ của Kinh Thánh, hay là những nơi mà chúng ta thấy các điểm nóng, thì người ta sẽ chết rất nhiều. Mà Chúa thương cho nên Chúa Ngài chờ đợi. Xin Chúa ban phước để chúng ta nhận biết điều đó, và ai nấy trong chúng ta đừng để chính mình làm cớ ngăn trở, như A-can ngăn trở phước của Chúa đổ xuống vì đã cướp lấy vật đáng diệt. Tôi xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ làm những người kinh nghiệm được quyền năng của Chúa khi chúng ta sống một lối sống vâng lời. Thứ hai, chúng ta thấy trong sự dâng hiến, Đức Chúa Trời Ngài thách thức con cái của Ngài dâng 1/10 và ban cho sự bảo đảm rằng Ngài sẽ mở các tầng trời để tuôn đổ các phước lành của Ngài một cách tràn ngập, như Malachi chương 3 câu số 10. Một lần nữa, Chúa mở các cửa sổ trên trời đến độ đổ phước của Ngài xuống đến độ không thể chứa được, không có chỗ để chứa. Thứ ba, chúng ta thấy đó là nhiệt thành cầu nguyện. Như Eli, ông cầu nguyện cho các tầng trời mở ra và Đức Chúa Trời đã nhậm lời. Trong các vua
Thứ nhất chương 18. Kiêng ăn. Daniel kiêng ăn và nhận được sự mặc khải về các việc hậu đến, những việc sắp xảy ra. Như chúng ta thấy trong Daniel chương 9 cho đến chương 12. Giống như những điều được trích dẫn ở trên, chúng ta có thể mong đợi. Phần của chúng ta làm phần mà Chúa Ngài hướng dẫn cho chúng ta. Nhớ vâng giữ điều răn của Chúa, thực hành, làm đúng theo như điều của Chúa dạy. Chúng ta có thể mong đợi Chúa Ngài đổ phước hạnh của Ngài xuống ở trên đời sống của chúng ta trong mức độ như là cổng của thiên đàng mở ra trên cuộc đời của chúng ta. Tôi xin Chúa Ngài ban ơn. Tối hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta cầu nguyện cho 5 điều. Thứ nhất, chúng ta cầu nguyện xin Chúa mở cổng thiên đàng trên VBC Houston của chúng ta. Với thiên sứ đi lên, đi xuống. Phục truyền chương 28 câu số 12, Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra, là kho báu của Ngài đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. Cảm ơn Chúa. Amen, anh chị em. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ được ở trong một cái vị trí là chúng ta có thể cho ra, chúng ta có thể ban cho. Để rồi chúng ta là những người chọn cái quyết định như Phi-rơ và Giăng: bạc và vàng ta không có, nhưng điều ta có ta cho người phục vụ. Trong ơn của Chúa, cầu bố Đức Chúa Trời sẽ mở trời ra, đổ xuống trên VBC Houston của chúng ta, kho báu của Ngài, cho mưa phải thì giáng xuống, ban phước trên mọi công việc của VBC, để Chúa Ngài có thể dùng chúng ta làm nguồn phước. Thứ hai, chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh tràn ngập sự hiện diện của Ngài. Như Esai 64 câu 1: ôi ước gì Ngài xé rách các tầng trời, ngự xuống và làm rúng động các núi ở trước mặt Ngài. Cầu xin để Esai 64 câu 1 cho VBC Houston. Cầu xin để vinh quang của Chúa được bày tỏ trong mức độ nặng trĩu, huy hoàng, phong phú và uy nghi của Ngài sẽ được thể hiện trong mỗi buổi nhóm của chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta nhớ những giây phút mà bầu không khí nơi nhóm lại của chúng ta như điện sạc. Sự hiện diện của Chúa một cách mạnh mẽ đến độ những người có quỷ ở trong họ phải lăn ra, phải ngã xuống, phải hét lên. Chứ nó không còn có thể lẩn trốn ở giữa ban ngày như vậy được nữa. Chứ ba, chúng ta cầu xin Chúa ban phước bao phủ tài chánh của VBC Houston trong huyết của Đức Chúa Giê-xu. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 9 câu 7 câu 8: mỗi người nên tùy theo lòng của mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uống, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, họ cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Chúa cho chẳng những đủ xài mà Chúa Ngài sẽ cho được rời rộng. Cảm ơn Chúa. Chỗ này tôi xin anh chị em mở ngoặc và cầu nguyện cho một người chúng tôi tạm giấu tên cho đến khi việc Chúa Ngài làm xong, chúng ta sẽ biết một cách rất là rõ ràng. Chúa ban phước cho người anh em này cái phước hạnh tài chánh, cũng như những cuộc đời đang ao ước muốn tài trợ cho việc nới rộng biên cương của nước Chúa. Trong tuần này thì cuộc gặp mặt đang diễn ra. Khi mọi việc đúng như điều ao ước và thấy Chúa Ngài sắp đặt, thì người anh em này có thể mỗi tháng có thể tìm được vài triệu. Bạn ước mơ là sẽ dâng 50% của những gì mà Chúa Ngài cho mình, tối thiểu là 50%, để yểm trợ cho việc truyền giáo cho Việt Nam của chúng ta. Liên quan đến cà phê từ Việt Nam được phân phối ở nước ngoài này cũng như nhiều nơi trên thế giới. Tôi tin rằng điều này đang ở trong vị trí mà Chúa có thể ban phước một cách rất là lớn lao. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có biết cà phê Việt Nam được ở trong vị trí đứng hàng đầu thế giới. 10 năm về trước thì người ta kể rằng Colombia là cà phê ngon nhất thế giới. Và bây giờ thì cà phê của Việt Nam. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta có được cái vị trí mà mình có thể phân phối được và giới thiệu cho thế giới thì đây cũng là một cái điều phước hạnh. Xin nhớ cầu nguyện. Không phải vì tiền nhưng vì ước mơ của người anh em này. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước. Bởi vì anh dám mơ ước và dám hứa ở trước mặt Chúa rằng Chúa Ngài ban phước trên con không dâng
10%, 20% mà con sẽ dâng 50%, tối thiểu là 50%. Cảm ơn Chúa. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ ban phước một cách lớn lao. Chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cũng công bố sẽ không có sự thiếu hụt. Nhiều người sẽ dâng hiến một cách vui lòng và rời rộng. Công bố Đức Chúa Trời sẽ chu cấp cho mọi nhu cần của VBC Houston tùy theo sự giàu có vinh hiển của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ. Có rất là nhiều điều chúng ta có thể làm lớn hơn, làm rộng hơn khi chúng ta có tài chánh ở trong tay. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài rất vui để ban phước khi Ngài tìm thấy được có những người mà Ngài đổ phước về tài chánh xuống chúng ta không vì nhiều tiền mà chúng ta hư hỏng. Thì có nhiều người, như chúng ta thấy những người trúng số độc đắc, thì người ta theo dõi đủ để từ lúc mà có vấn đề sổ số độc đắc ở tại Mỹ tại đây, thì những người trúng số có thể là vài chục triệu cho đến vài trăm triệu. Thì trung bình là 5 năm sau người đó nghèo hơn trước khi mình trúng số. Và gia đình nát hết. Tại vì cái tấm lòng của họ, và họ không phải là người giàu. Họ không có một tấm lòng của người giàu và đời sống của một người giàu. Họ là một người nghèo có nhiều tiền. Và không thể quản lý được. Cuối cùng thì hư hại cuộc đời của họ. Mình xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta là những người con Chúa. Đức Chúa Trời Ngài thấy được tấm lòng rời rộng của chúng ta sống sự sống của người giàu có. Để Đức Chúa Trời Ngài sẽ giao tiền ở trong tay của chúng ta để chúng ta sống và bày tỏ sự giàu có đó. Vì sự khác biệt rất là lớn. Người nghèo có nhiều tiền và người giàu có một đời sống rời rộng để có thể cho ra trong nhiều mặt khác nhau. Bởi vì người đó là cái người giàu có. Khác nhau rất lớn. Anh chị em hiểu điều đó. Cũng có những người con, cha hay là mẹ của mình qua đời để lại một cái gia tài rất lớn. Nhưng mà vì lòng của đứa con này nó rất là nghèo. Và cái lối sống của nó là lối sống của một người nghèo, thình lình có nhiều tiền. Thì không bao lâu, tiền gia tài cha mẹ để lại làm cho cậu ấm trở nên một cái người rất là xấu xa, tệ hại. Xin Chúa ban phước để chúng ta được Chúa Ngài ban phước, bởi vì Ngài nhìn thấy tấm lòng của những người rời rộng. Amen anh chị em. Đối với Chúa, khi Ngài nhìn thấy tấm lòng chúng ta, Chúa tin được Ngài có thể rẽ phước của Ngài vào trong đời sống của chúng ta nhanh lắm anh chị em. Trong nháy mắt Ngài có thể ban phước trên chúng ta. Ngài có thể cho chúng ta có những tiếp xúc, Ngài có thể giúp đỡ cho chúng ta để sẽ có những công việc mở ra cho chúng ta. Chúa có thể sai những người đến giúp đỡ cho chúng ta. Và nhiều cách lắm Đức Chúa Trời có thể ban phước trên đời sống của chúng ta khi bầu trời mở ra trên cuộc đời của chúng ta. Thứ tư, chúng ta cầu xin để Chúa Ngài ban đủ mọi thứ ơn trên VBC Houston. Như lời của Chúa ở trong Cô-rinh Tô Thứ 12 câu 4 câu 7, vả có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh, có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh sẽ tỏ ra trong mỗi một người cho ai nấy đều được lợi ích chung. Xin Chúa ban phước để VBC Houston đủ mọi thứ ơn, hầu cho ai cũng được lợi ích hết. Và cuối cùng, chúng ta xin sự bao phủ của Chúa trên VBC Houston trong huyết của Đức Chúa Giêsu. Nhiều người sẽ theo dõi trực tiếp, trực tuyến qua mạng toàn cầu. Chúng ta cầu nguyện Chúa bảo vệ tất cả những khi nhân viên kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, thu hình, và sẽ liên tục được Chúa Ngài ban phước, ban sức từ nơi Chúa Ngài ban cho. Vì chúng ta công bố chống lại mọi kế hoạch của ác quỷ muốn tấn công và gây rối về kỹ thuật. Xin Chúa Ngài bao phủ làn sóng ở trong huyết của Đức Chúa Giêsu, Chúa gìn giữ bảo vệ. Hầu cho sự có mặt của chúng ta ở trên mạng toàn cầu cũng được Chúa Ngài bảo vệ. Có một cái nỗ lực của kẻ thù muốn bôi nhọ chức vụ của chúng tôi cũng như những công tác mà chúng ta đã được Chúa Ngài sử dụng. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài bảo vệ. Chúa Ngài bảo vệ chương trình phát thanh của chúng ta tại thành phố Houston này. Chúa Ngài ban phước, gìn giữ bảo vệ. Có một cái khó khăn mà tôi tin rằng anh chị em cần biết để cầu thay cho chương trình phát thanh. Đó là số các mục sư đã từng thay phiên với nhau để giảng trên chương trình phát thanh. Vì một cái sự việc và lối sống của một người, thì những người khác đã không đồng quan điểm và rút lui. Thì cuối cùng ở trong cái chỗ
ít nhất là 4 người thay phiên với nhau để chia sẻ. Bây giờ lùi xuống chỉ còn có 2 người. Là một sư Bùi Trung Ngôn và tôi. Một sư Ngôn thì chỉ giảng một lần trong tháng. Tôi thì giảng 3 tuần hoặc là 4 tuần còn lại, nếu cái tuần có 5 tuần lại. Nhưng mà vì hứa nguyện ở trước mặt Chúa 21 năm về trước, tôi khi làm cái gì mà đã hứa nguyện với Chúa thì tiếp tục làm cho đến khi Chúa Ngài bảo rằng con được nghỉ thì tôi mới nghỉ. Cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước giúp đỡ thêm sức. Và Chúa Ngài sẽ làm việc để sẽ có sự trở lại đóng góp của nhân viên mục sư để có thể chúng ta tiếp tục giảng tin lành của Chúa trên radio. Chúa Ngài ban phước. Chúng ta nhìn thấy có những điều nó lợi ích, nó kết quả được Chúa Ngài sử dụng để làm nguồn phước cho nhiều người. Mà thiếu cái sự cầu nguyện bảo vệ của chúng ta đó, nó là những điểm tấn công chính của ma quỷ. Bởi vì nó biết cái điều đó mà nếu nó có thể tháo gỡ xuống hay là nó có thể tấn công, nó có thể phá hoại, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ giới hạn cái mức hoạt động của chúng ta rất nhiều. Xin Chúa ban phước. Chúa Ngài cho đi chúng ta có một sự nhạy bén mà chúng ta nhìn thấy những điều đó. Và chúng ta bằng mọi giá cầu nguyện xin Chúa Ngài bảo vệ và giúp đỡ để hội thánh của Chúa được bao phủ trong ơn của Chúa. Vì kẻ thù của chúng ta nó khôn ngoan, nó rành mạch lắm anh chị. Có thể là một cái hành động, một cái quyết định của một cá nhân mà nó ảnh hưởng ra. Có những cái sinh hoạt mà chúng ta thấy vì một cái lý do nào đó thì ma quỷ nó khai thác. Cuối cùng nó gây ảnh hưởng và gây khó khăn. Mấy tuần trước có người mời tôi đi ăn và bày tỏ ra hai người em nói rằng xin lỗi mục sư vì chúng tôi đã từng ở trong nhóm của những người gây rất là khó khăn cho chức vụ của mục sư. Và cuối cùng bây giờ chúng tôi nhìn lại là mình và gia đình của mình cũng như những người đó, con cái gia đình tan nát hết, không được cái gì hết. Rồi chính cá nhân thì đi nhà thờ nào cũng thấy giống như hội thánh nhà của mình, không đâu bằng nhà của mình. Rồi trở về thì mặc cảm. Không biết mục sư nghĩ sao về chúng tôi và hội thánh nghĩ sao về chúng tôi. Tôi phải trả lời nó rằng các anh em an tâm, tôi thì lòng không có hẹp hòi đâu. Nhưng mà nhớ là các anh em bỏ đi chứ tôi không có đuổi anh em. Xin Chúa Ngài cho để mình có được sức mạnh và giúp đỡ từ nơi Chúa để trở về. Nếu mình thấy sai cứ trở về. Chúa Ngài sẽ gia ơn và Chúa Ngài có thể phục hồi chúng ta. Đừng ngại, đừng sợ. Đừng đứng xa mà cứ nghĩ. Lòng của tôi đối với Chúa và đối với anh em, với hội thánh của Chúa, tôi luôn xét và đặt ở trên cán cân luôn luôn. Và cảm ơn Chúa. Chia sẻ điều đó để kích lệ anh chị em là có những người con đã rời bỏ VBC Houston vì lời ra tiếng vào. Họ đang cố gắng tìm bước trở về. Chúng ta cầu nguyện cho họ. Anh em thương họ. Bởi vì họ đã mất cái phước hạnh được ở trong nhà của Chúa. Mà trước đây họ đã từng trải những cái phước hạnh lạ lùng. Bây giờ họ đã đánh mất nhiều năm. Mà họ rất là đau khổ trong công việc này. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ. Cảm ơn Chúa. Đó là năm điều tôi mời anh chị em cầu nguyện. Xin Chúa mở cửa thiên đàng ở trên gia đình của chúng ta, đời sống của chúng ta và hội thánh của Chúa. Hình dung với tôi trong lúc chúng ta cầu nguyện. Chúa Ngài mở những đại lộ của công việc trong thế giới thuộc linh. Thiên sứ đi lên đi xuống ở trên các bậc thang này. Thiên sứ hiện ra nói với gia đình của con này, dẫn đường. Thiên sứ của Chúa bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cứu giúp và được Chúa Ngài sai đến để làm những công việc mà chúng ta thấy Daniel, chúng ta thấy Jacob, chúng ta thấy gia đình con này, chúng ta thấy Phi-e-rơ kinh nghiệm được Chúa cùng làm việc. Và những gì diễn ra trên thiên đàng có thể được thể hiện ra trên đất của chúng ta khi trời mở ra trong ơn của Chúa. Chúng ta thấy sự chữa lành, chúng ta thấy dấu kỳ phép lạ, chúng ta thấy quyền năng được thể hiện ra khi bầu trời, cổng thiên đàng mở ra trên cuộc đời của chúng ta, trên gia đình của chúng ta, trên hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tìm một bạn đồng đội và chúng ta sẽ cầu nguyện năm điều này. Gõ cửa thiên đàng và xin Chúa với một lòng tin xác quyết rằng Chúa vẫn muốn làm điều này cho mỗi đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta và hội thánh của Chúa trong ngày hôm nay. Với lòng tin
Cha rất muốn ban phước ở trên chúng ta vì ý định của Ngài. Khi Ngài nói với tiện dân, Chúa Đức Sơ-va sẽ mở kho báu từ trời của Ngài cho anh em, ban mưa đúng mùa trên đất đai của anh em và ban phước cho mọi công việc của tay anh em. Anh chị em thấy không? Sự ban cho này không ai có thể cho chúng ta được trừ ra Đức Chúa Trời. Ngài là đấng ban mưa đúng mùa. Mưa mà đổ xuống không đúng mùa thì mùa thu hoạch cũng bị hư. Mưa đổ xuống đúng mùa ở trên đất đai, Chúa Ngài ban phước, Ngài mở các kho báu từ trời để đổ phước của Ngài xuống. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho chúng ta trong thời giờ cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng để các anh chị em của chúng ta ở xa cũng có thể đồng amen với chúng ta. Chúng ta tìm một người bạn đồng đội và chúng ta cầu nguyện năm điều này trong buổi tối hôm nay. Cầu xin Chúa mở cổng thiên đàng trên VBC Houston. Cầu xin Đức Thánh Linh tràn ngập sự hiện diện của Ngài. Cầu xin Chúa ban phước bao phủ tài chánh của VBC Houston ở trong huyết của Đức Giêsu. Chúng ta cầu xin đi Chúa ban đủ mọi thứ ơn ở trên VBC Houston và xin Chúa bao phủ VBC Houston trong huyết của Đức Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Ngài vì phước hạnh của những cuộc gặp gỡ thiên thượng, của những công việc mà bình thường trên đất này chúng con không thấy cho đến khi cổng thiên đàng mở ra. Xin khi có một chiếc thang bắt từ đất tận trời và thiên sứ của Chúa đi lên đi xuống ở trên chiếc thang này. Thiên sứ của Chúa đi lên đi xuống ở trên con người, trên Đức Chúa Giêsu, ở trên hội thánh của Chúa, trên cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì có một mức độ mà Chúa có thể đem hoạt động của thiên đàng và Ngài mở ra ở trên đất này để chúng con thấy chấm dứt tình trạng của những người đi nhà thờ cả đời của mình nhưng chưa bao giờ thấy dấu kỳ phép lạ xảy ra. Những người đi theo Chúa cả đời của mình nhưng chưa bao giờ thấy được sự vận hành của Chúa một cách hiển lộ đến độ mình có thể kinh nghiệm được ở trong đời sống. Trời ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Thì Ngài ghi lại cho chúng con những hình ảnh này, những lời của Chúa hứa để chúng con có thể kinh nghiệm được sự sống, phước hạnh và những trải nghiệm tuyệt vời này ở trong ơn của Ngài. Chúng con đến trước mặt Chúa trong thời gian này cùng với các anh chị em chúng con tại nơi chốn này cầu nguyện, xin Cha ban phước. Xin Chúa Ngài mở kho báu ở tại thiên đàng từ trời của Ngài cho anh chị em chúng con, cho gia đình của chúng con, cho hội thánh của Ngài. Chúng ta đang mưa đúng mùa ở trên đời sống, trên công việc thương mại, trên công việc làm của anh chị em của chúng con. Đây chúng con sẽ có một mùa thu hoạch lớn lao trong ơn của Ngài. Đất đai của chúng con được Chúa Ngài ban phước. Công việc của tay của chúng con được Chúa Ngài ban phước. Đến độ chúng con sẽ được định như tuyển dân của Chúa, rằng chúng con sẽ cho vay chứ chúng con không phải vay mượn của ai, vì sự ban phước của Ngài khiến cho chúng con được dư dật. Xin Chúa ban phước để tấm lòng của chúng con trở nên giàu có trong Chúa. Để khi Chúa Ngài mở cửa phước hạnh của tài chánh để chúng con đứng vững ở trong ơn của Ngài. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng con có một tấm lòng nhận biết khi Chúa giao cho chúng con các thứ ơn, các tả lân trong đời sống, chúng con quản lý tốt vì Chúa ban cho và sự tính cậy của Ngài ở trong cuộc đời của chúng con. Chứ không phải do chúng con có công đức gì mà chúng con được, nhưng Chúa Ngài chọn trong sự khôn ngoan của Ngài. Ngài cho người có 5 tả lân, Ngài cho người có 2 tả lân, Ngài cho người có 1 tả lân. Xin ban ơn để chúng con nhận biết được phước hạnh đến từ Chúa, bởi vì Ngài thấy tấm lòng của chúng con. Ngài có thể ban cho và Ngài có thể giúp đỡ. Xin cho mỗi chúng con, hội thánh của Chúa sẽ có nhiều người hơn nữa là những người ước mơ Chúa ban phước hạnh tài chánh để có thể yểm trợ, có thể tài trợ cho việc mở rộng biên cương của Chúa trong việc truyền giáo và sử dụng tất cả những phương tiện truyền thông để rao giảng tin lành của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chúc tụng Ngài. Ngài ban ơn để chúng con sẽ thấy những điều lớn lao sẽ được thể hiện ra trong ơn của Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa mở cổng thiên đàng với thiên sứ của Chúa đi lên đi xuống ở trên VBC Houston, trên chúng con, trên gia đình của chúng con, những đơn vị nhỏ ở trong VBC Houston. Chúa ban phước. Xin Chúa Ngài mở trời ra, đổ xuống trên VBC Houston kho báu của Ngài, kho báu mà Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban.
Bởi vì Ngài mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay chúng con làm. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, xin đừng để bất cứ ai trong chúng con trật nghiệp với phước của Chúa. Chúa ngài ban mưa xuống đúng thì đúng lúc, giáng xuống ở trên chúng con và ban phước trên mọi công việc của tay của chúng con. Ôi xin đừng quên công việc của tay Ngài trên cuộc đời của chúng con. Xin Chúa ngài ban ơn để những việc của tay của chúng con mà Chúa ngài đã ban phước, ngài giao phó cho, Chúa ngài sẽ ban cho. Để chúng con, cái gì chúng con đụng đến thì phước của Chúa tuôn đổ theo ở trong ơn của Ngài. Và Chúa, Ngài đã từng vì Joseph mà ban phước cho nhà của Phô-ti-pha. Mặc dù ông lúc bây giờ bị bán làm nô lệ trong nhà Phô-ti-pha, nhưng vì Joseph mà Chúa cho gia đình của Phô-ti-pha cũng được phước lây. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, xin ban phước trên đời sống của anh chị em chúng con và hội thánh của Chúa, để chúng con thấy rằng những người thân thương ở trong gia đình mặc dù chưa biết Chúa cũng có thể được phước lây. Ông cho cuối cùng họ cũng được thuyết phục và được kéo đến với tình yêu của Chúa và gia nhập vào trong vương quốc của Ngài khi họ tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con xin Đức Thánh Linh ngài tràn ngập sự hiện diện của Ngài, rồi tuôn đổ sự hiện diện của Ngài trên anh chị em chúng con, trên VBC Houston. Ông cho chúng con kinh nghiệm được như là điều mà Esai 64 câu 1 đã nói: ôi ước gì Ngài xé rách các tầng trời, ngự xuống và làm rúng động các núi ở trước mặt Ngài. Ôi lạy Chúa, xin bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong mức độ mà không có một cái núi nào có thể đứng nổi trước sự hiện diện của Chúa. Tất cả đều phải rúng động ở trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu xin để Esai 64 câu 1 được bày tỏ ra trên VBC Houston. Con cầu xin để vinh quang của Chúa được bày tỏ ở trong mức độ mà chúng con thấy rằng như sức nặng của sự hiện diện của Ngài cao bốc sẽ được thể hiện ra nặng trĩu rõ ràng trong mức độ mà chúng con có thể thấy, chúng con có thể quan sát, chúng con có thể nếm trải được trong ơn của Chúa. Thân ơn ơi, xin tiếp tục đầy dẫy và ban phước bằng sự hiện diện của chính mình Ngài, mặc lấy quyền phép ở trên chúng con, sức dầu tươi mới trên chúng con. Chúng con biết nếu không có ơn của Ngài và sự tuôn đổ của Ngài, chúng con sẽ khô hạn, khô hạn tâm linh, khô hạn thể xác. Nhưng Chúa ngài lớn có thể làm cho chúng con được tươi mới trong cả hai mặt, thuộc linh cũng như thuộc thể. Xin tràn ngập sự hiện diện của Ngài trên chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin Chúa ngài ban phước và bao phủ tài chánh của VBC Houston trong huyết của Đức Chúa Giêsu, gìn giữ bảo vệ, ban phước Chúa giọng để chúng con như Chúa ngài đã định cho tuyển nhân của Ngài. VBC Houston cũng sẽ không bao giờ thiếu, nhưng Chúa cho đầy đủ mà còn dư ra để làm đủ một thứ việc lành. Cảm ơn Chúa. Chúng con nhân danh Chúa trong tiền chúc phước cho những tấm lòng, đặc biệt tấm lòng của một người mà chúng con dâng lên trước mặt Chúa trong thời gian này, với ước ao muốn dâng 50% những gì mình được Chúa ngài ban cho để có thể dự phần vào công việc của Chúa. Và Chúa ngài ban phước để tiếp tục được ơn trước mặt Ngài. Chúa mở cổng của thiên đàng trên cuộc đời của người anh em này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ngài ban phước ở trên những con gái của Chúa thuộc về VBC Houston. Ước ao mà thưa với Chúa rằng con muốn được Chúa ngài ban phước để con có thể giữ phần vào công việc của nhà Chúa. Vì con có nhiều điều kiện hơn để có thể dâng hiến, để có thể giúp đỡ công việc, để chúng con thấy dân tộc của chúng con sẽ được nghe tin lành của Chúa và nhiều người sẽ được phước. Cảm ơn Chúa. Ban phước cho những anh em của chúng con là những người có lòng ước mơ cũng như đang được Chúa ngài sử dụng để tài trợ cho việc giảng tin lành trên radio. Chúa ban phước lại trên những đời sống. Cho con cảm ơn Chúa để phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng con và chúng con quản lý tốt, để một ngày chúng con có thể đứng ở trước mặt Chúa và trả lời trình dâng những kết quả của cuộc đời của chúng con và nghe được tiếng của Chúa ngài nói với chúng con: hỡi đầy tớ ngài lành trung tín, được lắm hãy đến hưởng phước của Chúa người. Chúng con cảm ơn ngài. Chúa ban phước. Chúng con công bố tài chánh của VBC Houston sẽ không có sự thiếu hụt. Chúa ngài ban ơn để sự hiểu biết về dân hiến sẽ được Chúa ngài đặt để soi sáng trong tấm lòng của hết thảy anh chị em chúng con, để chúng con dâng cho Chúa quyền pháp lý và tạo cho Chúa cớ để ngài có thể tiếp tục ban phước trên đời sống tài chánh của chúng con. Trời ơi, chúng con xin Chúa ngài làm việc điều mà chúng con không thể làm được, đó là khiến cho lòng của chúng con trở nên giàu có
rời rộng để chúng con có thể quản lý tài chánh mà Chúa nhà giao trong tay của chúng con một cách tốt đẹp ở trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Đừng để lòng của chúng con nghèo khó, đừng để tấm lòng của chúng con keo kiệt, đừng tấm lòng rời rộng để Chúa có thể ban phước trên chúng con và khiến chúng con làm nguồn phước cho muôn người. Cho con cảm ơn Chúa. Ra ban ơn đủ mọi thứ ơn trên VBC Houston. Tất cả các ân tứ quyền năng, sự sức giàu của Ngài sẽ được tuôn đổ ra để chúng con có thể trở nên lợi ích cho thân thể của Chúa, hội thánh địa phương tại đây cũng như hội thánh phổ thông của Ngài. Để chúng con sẽ tiếp tục được Chúa Ngài sử dụng chúng con để góp phần đem lại sự nghỉ ngơi tươi mới trên những chức vụ, trên những đời sống ở trong những kỳ đại hội cũng như những phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho để chúng con có thể sẵn sẻ ra trong ơn của Ngài. Vì Chúa đã cho chúng con được gọi nhuần ở trong ơn của Ngài, xin cho chúng con cũng tiếp tục được ơn của Chúa để chúng con gọi nhuần những đời sống khác. Sẽ có một sự ban phước lớn lao từ thiên đàng trên cuộc đời của chúng con và hội thánh. Cha tiếp tục bao phủ VBC Houston trong huyết của Đức Chúa Jesus, gìn giữ bảo vệ chúng con ở trong ơn của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con là đấng có quyền để bịt mồm sự tử, đấng có quyền để gìn giữ bảo vệ, đấng có quyền để xét lại công bình, đấng có quyền để dọn bàn chúng con trước mặt kẻ thù nghịch của chúng con, đấng có quyền để gìn giữ bảo vệ để tất cả mọi điều ở trong ơn của Ngài được bảo vệ an toàn. Xin huyết của Chúa bao phủ ở trên tất cả những dụng cụ, máy quay phim, âm thanh, ánh sáng, tất cả đều được Chúa Ngài ban phước. Là Chúa cũng gia ơn để chúng con có thể cứ nâng cấp những dụng cụ này để mức độ cũng như công việc mà chúng con trực tuyến truyền hình cũng như ghi lại những bài giảng, những buổi nhóm, những bài học kinh thánh để chúng con có thể tiếp tục tải lên YouTube và các phương tiện truyền thông khác một cách tốt đẹp, rõ nét và mọi thứ theo một tiêu chuẩn cao để chúng con có thể truyền tải trong mức độ tốt nhất đến cho những người có cần. Xin ban ơn Chúa giọng, gìn giữ bảo vệ tất cả, được an toàn trong Chúa. Sai thiên sứ của Chúa đặc biệt đến để giữ cho làn sóng của chúng con, wifi của chúng con và tất cả đều được giữ vẹn ở trong ơn của Ngài. Để vua cầm quyền của chúng không trung, không có quyền để phá hoại các làn sóng. Nên chúng con, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ cột trói tất cả những linh đó. Và chúng con khai phóng giờ này, trong quyền năng của Chúa, trong phước hạnh của Ngài, các đại lộ thuộc linh sẽ được mở ra, bầu trời thuộc linh được mở ra, cổng của thiên đàng được mở ra trên tất cả mọi hoạt động, mọi sinh hoạt của VBC Houston, của đời sống của chúng con, của gia đình của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Lòng của chúng con mong đợi thấy những điều lớn lao xảy ra trong những ngày sắp đến, vì lòng của chúng con ao ước một ngày khi bầu trời mở ra trước khi hội thánh của Chúa được cất lên. Chúng con sẽ là những người chứng kiến và thấy Chúa sai thiên sứ của Ngài thổi kèn và triệu tập những kẻ thuộc về Ngài, để chúng con được cất lên, được đoàn tụ với những người thân thương của chúng con ở trong Chúa và được ở với Chúa luôn luôn. Cảm ơn Chúa. Và ngày đó chúng con sẽ được nghe tiếng nói thân thương và đã phán, đã dạy, đã chỉ dẫn chúng con trong những giờ cầu nguyện, trong giờ học kinh thánh, lớn tiếng công bố lời xác nhận của Ngài, hỏi những đầy tớ ngay lành và trung tín của ta, được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa người. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài đã hứa ban, như Chúa Ngài đã qua môi miệng của Môi-se hứa cho tuyển dân của Ngài, Đức Giê-hô-va sẽ mở kho báu từ trời của Ngài cho anh em, ban mưa đúng mùa trên đất đai anh em và ban phước cho mọi công việc của tài anh em. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin chúng con ban phước để hết thảy chúng con sẽ là những người đón nhận mưa phước của Chúa trên hết thảy đời sống của chúng con, để chúng con sẽ làm nguồn phước cho muôn người nữa. Cảm ơn Chúa, tạ Ngài và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa ban ơn trên các anh chị em, các đệ tớ của Chúa cùng cầu nguyện với chúng tôi trên mạng. Chúa ban ơn, hãy tải giảng bài này xuống và chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa Ngài ban ơn. Có những chỗ cần hoàn chỉnh, hãy hoàn chỉnh để Chúa có thể ban phước trên chúng ta trong mức độ mà lời của Chúa đã bày tỏ ra cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi nhóm kế tiếp của Hội Thánh. Và trong tuần này, những người sống ở tại Houston
có quyền công dân và có thể đi bầu cử. Và khuyến khích anh chị em hãy sử dụng cái đặc quyền này vì sự tuyển chọn của chúng ta cho công việc. Chúa ban phước, gặp lại anh chị em trong ơn của Chúa. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.